xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Nguyễn Phải TV nha. Về quê là thích đi câu, đi bắt ốc này kia vậy mới vui mọi người. Nay rủ bác là chị mà đi vớt ốc nha mọi người, vớt ốc ở xung quanh am nhà của bà ngoại ha. Rồi mình bắt ốc vô mình luộc xả ăn nha mọi người. Vô bỏ vớt ốc lên nha, đây nè ốc đó. Bên đây ốc đây nè. Bên đây nó đang nổi đó. Bên đây có hả? Vớt đi, có con nào bắt không đó? Đi vớt không? Dầu đi vớt ốc. Chìm ơi, vớt con kia đi thôi, nó chìm nữa. Đụng tới nó lại chìm mà con phải lòn xuống dưới nước. Ừ đúng rồi, con đó em thấy rồi. Nhưng mà em Thành đi vớt ốc. Sao em thấy hay quá vậy? Em không thấy luôn á. Mắt em mờ rồi. Giữ ốc chui vô hang dữ hả? Mới nghe luôn á. Giữ ốc có hang luôn hả? Không có. Thôi em đi nấu đồ ăn. Em vớt tiếp đi. Bị gai đâm tay hay gì hả? Trời ơi, mày nghĩ là con rồng hai bàn tay, hai cái móng tay xong rồi gốm. Chà, chà trắng tươi như gái vậy đó hả? Ừ, đúng, lát quay tầm 18 đi. Đây nè, quay quay luôn nè. Nó đường thùng ốc may hấp xả rồi ha. Bên đây. Có đi câu có đâu mà bên. Có mấy con cá lóc đang qua thằng kia câu hụt nha. Cá lóc nhiều lắm. Hai con luôn không ta. Đâu cá Dũng gì tư à? Bắt được ốc quắn nha mọi người, ốc bao đắng á mọi người. Với lại ốc bu. Ốc bu vàng. Rồi xong rồi rồi. Xong. Giờ mình bỏ cho mình ngâm cho nó sạch ha, rồi tí mình đi luộc xả ăn ha mọi người ha. Món ăn đây không? Được rồi. Dưa muối. Về đây mới có dưa muối ăn. Dưa gan muối. Còn trên mình nó bán dưa leo muối cơ mà. Chén mẻ rồi ta. Đi lấy chén mẻ. Đâu rồi chén mẻ đó rồi. Chén cơm mẻ. Rau muống bóp gỏi chua nha mọi người, gỏi ghém á mọi người. Ăn cho em đi. Đừng để em mà má má. Rồi rửa tay chân mặt mày chuẩn bị ăn cơm. Mời cả nhà ăn cơm. Mời mọi người ăn cơm nha. Sự thật quá. Bà ngoại ơi đang cơm đi bà ngoại ơi. Mày đặt ở đâu vậy? Không bỏ được đi. Cái cây đó ở đâu vậy? Nè. Chỗ Dương Thanh ra đóng kìa. Ăn ngọc. Nhà bạn ăn cơm. Cơm ăn mang áo. Cơm. Thì con ăn cơm. Dạ. Có mang áo con cơm đi. Ăn mang áo, ăn cơm, ăn áo, ăn áo. Mẹ này chưa chua lắm được thì nó chưa chua. Mẹ mới nuôi sao nó chưa được chua lắm. Mời mọi người ăn bữa cơm quê cùng gia đình của em nha. Hôm qua em cho thằng Khải ăn được mà. Chị ăn đi rồi chị đút nó. Cảm ơn mọi người đã xem video clip của em ha. Chúc mọi người nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui nha.